bạn nha. Giờ thì mình đi thu dưa đậu xanh nè. Rồi nãy giờ mình thu mỡ nè. Đây. Kiếm ngoài cái này nhỏ nè, mình sẽ thử cái này nha. Cái này là ruột xanh nè. Cái cuộc dày không, cuộc dày kinh luôn à, giòn lắm đó, ngọt. Ngọt lắm.